5 6 King Eric Cantona. Đấy, Adama Traoré. Hiện tại phong độ Adama Traoré khi mà về Barcelona mình thấy khá là ổn này. 80 tỷ. Rồi. Trông chiến nhỉ. Đây là một trong những phiên bản gọi là xịn sò đầu tiên của Adama. Con này là chỉ số 99. Đấy, tầm này đập mấy kèo này chứ bây giờ nó không nên đấm mấy kèo bé bé như group. Bóng nhá. 3 kèo TS liên tiếp. Sau đó đến với lại dây 7 là hợp lý. Adama đầu tiên à. Lên. Cả rồi. Yeah. Adama Traoré. 20 TS cộng 7. Rồi. Oh yeah, Mr. Krabs. Thề. Ờ, Man City có hai ông LB rất là bệt. May quá đến đời ông Cancelo thấy ổn ổn. Ông Angelio với ông Zinchenko này nhìn như nhau luôn ấy. Thề. Chịu. Nào, Tony Carrut. Rồi, về 4. Đẹp rồi á. Này, tay bắt đầu toát mồ hôi rồi này. Bắt đầu lúc căng đấy. Nhịp tim hiện tại đang là 8 phút trước 102. Hiện tại đang là 96. Về 2. Rồi, giờ tôi không xét kèo nữa. Tại vì giờ tôi xét đập. Cứ đập thôi. Ờ, bây giờ sẽ đến Ramos tứ ca. Trời. Cái này có khi về 1 ấy. Về 3. Ồ. Này về 3 xấu thế nhở. Ồ. Được chưa? Xong đấy. La caca. Ờ. Trời. Về 3 vẫn xấu. Nào, chốt nốt quả group. 3 nhịp. 1. Hai. Nếu như group xịt thì chúng ta sẽ bắt đầu lên với cộng 7. Ba nhịp cho Tony Cruz. Về 3. Rồi. Dây này cả. Dây này khá là dài đấy. Vuni này. Các bạn nghĩ tôi có sợ Vuni lên không? Nói thật với anh em là tôi khá là sợ Vuni lên đấy. Tại vì nếu như mà vượt qua được hai kèo Vuni ấy thì sẽ khá là ổn đấy. 300 tỷ. Nhưng thôi, tập này Vuni là một kèo ngon rồi. Bây giờ là bắt đầu đến một cái dây to và dây chính rồi đấy anh em ạ. Rooney. Một kèo to đầu tiên trong ngày hôm nay. Về lại 7. Bây giờ cần xem quả Rooney tiếp theo như thế nào. Nói chung là dây này theo cá nhân mình thấy là ổn rồi đấy. Chơi. Rooney. Về 4. Nó khác số 3 rồi đấy. Còn tiếp theo sẽ là Memphis Depay. Trong cái suy nghĩ của hôm nay, khi mà mình nhìn cái dây của anh Bình đưa cho thì mình nghĩ là con đầu tiên lên sẽ là con Depay. Bốn à, tứ bất tử anh em ơi. Khác á, thứ 3 xấu hơn nhiều. Memphis. Về 5. Năm nhịp cho Renato.
Ờ, con Ginter này là thế nào nhờ anh nhờ? Ginter mình cũng đập đúng không? Không, như mình đã set kèo Renato là tuần này mình sẽ đập Renato. Hero mình đã dành cho Renato quả Brace Putcat này rồi. Dài chứ, dây xịt này là có thể sẽ đến được Cardona đấy. Tại vì là toàn đập kèo to, cái việc xịt nó cũng kiểu nó dễ xịt à. Đó, hôm qua cũng từ quả phôi Putcat may mắn mà mình lên được cộng 10 đấy. Renato 20 TS, chỉ số gốc 98. Hào tiền phôi á. Đừng quan tâm cái đấy, chỉ quan tâm thành quả thôi anh em ơi. Chơi nào, Renato về 2 ạ. Trời ơi, không về sâu thế. Vậy thì vẫn phải đấm Ginter. Mặc dù bây giờ quay sang Ginter là hơi dở, nhưng vẫn phải đấm Ginter. Thôi cứ đấm theo trình tự thôi. Đúng anh ơi, anh Bình ơi, con Ginter là mình vẫn đập đúng không? Ginter 109. Mồi tiếp mấy con 6 109. Ok anh ơi, vậy bây giờ anh cho em những cái tên nào. Mua hết nào. 109 bây giờ là có bao nhiêu là phải mua hết đấy. Rồi, đầu tiên là Timo Werner. Werner xong đến Kevin 109. Là con này chỉ số 101. Timo Werner hồi còn chiến. Xịt hết. Dây này có thể xịt được, có thể xịt mãi được. Sẽ có con lên, nhưng mà bây giờ phải tính làm sao con nào lên ấy. Rồi, Timo trước này. Về 2, ui anh ơi, nó vẫn 2 này. Kevin mày đã ghê thế nhở. Một trăm lẻ chín cũng hết rồi, mình vừa mua đủ 5 con, lại phải đi mua tiếp này. Nếu như con Kevin xong, con Kevin này đến con gì anh? Anh tự quyết cái tơ này nhé. Thấy đang hơi xấu rồi đấy. Phôi đắt mà anh em. Mà phôi 109 mà bây giờ trên thị trường không có. Kevin. Về 4 à? Về 4 kèo Kevin. Cái này tầm này dây. Cái con tiếp theo anh quyết nhá. Con tiếp theo là anh muốn đập 7 tiếp hay là đập cộng 8? Hôm nay đập thẻ lạ quá. Để anh Bình anh quyết. Giờ sao nhở? Kéo hết được đâu, từ từ đã. Mình nghĩ kỹ. Từ từ, bình tĩnh. Vô kèo thôi em. Anh quất đi, anh chọn đi. 110 cộng 7. Vào kèo to luôn hả? Như thế là bây giờ anh đang muốn đâm vào kèo bắt đầu từ Kimmich luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, Van Dijk để kèm. Tùy em quyết à. Ra thì bây giờ chơi được rồi anh ạ. Chơi thì chơi được, bây giờ gọi là vạn sự tùy duyên thôi. Đúng không anh? Thôi bây giờ cờ đến tay anh em mình phất thôi. Súng bắn vào đâu, chúng bia đạn thì... Mọi người ơi. Có cái gì có thể búp được may mắn, anh em có thể búp cho mình với nhá.
Tầm này bắt đầu là mình nghĩ là nói chung là cũng đến lúc để đập kèo to rồi. Tầm này thì một giây rất là dài rồi đấy, cũng về một rồi nên là khả năng là phải chơi thôi. Đầu tiên từ khi mic chơi nào, khi mic mẹ ba của nó xấu thay nhở, đéo hiểu. Uầy, quả gimmick này về ba à? Lại về ba. Khó chơi nhở. Tơn này thì mình sẽ tự quyết tơn này. Còn nếu mà con này mà xịt ấy thì theo ý anh Bình ôm cua lại mồi đại 8 vậy. Adama Chowre 7 nhịp 1 2 3 4 5 6 nào, hy vọng con số 7 trên kênh chat sẽ là may mắn. Adama về năm cuối. Khó nhỉ? Cái thằng anh thiên đéo là ở nhỉ? Mày thấy cái cầu nó cứ loạn kiểu gì ấy. Về năm mà. Về năm mẹ nó. Nó vừa sầu nó vừa đẹp. Mẹ khó chơi thật. À, giá như nó về hẳn 1 đi. Ép tiếp đi em. Vậy thì ý anh là bây giờ mình mồi 9 hay là mình đập tiếp? Anh em thông cảm nhé, mấy cái kèo to to này ấy. Thì chúng ta cứ từ từ mà đập thôi. Với lại phải tham khảo cả ý kiến anh chủ bác nữa nha mọi người nhé. Con trước về 5, ao 3 sẽ là 5 nhịp. Nhưng mà trước mắt mình sẽ mua thêm 2 con 111 nữa để tơn 6 đấm thẳng luôn kèo Lukaku. May mắn nào. 5 nhịp. Ao 3. Cảm ơn bác Cá Cáp nhá. 2 3 4 nhịp. Lukaku lên à. Nào, chiến thần là Kaka. Trời ơi. Tầm này lên là đẹp nhất rồi anh ạ. À. Nào. Chơi. Romelu B6 á. Khó. Trời ơi. Cái DTS này tiếp thế nhờ. Trời ơi. Vẫn còn 2 mạng mà anh em. Thôi, giờ chỉ hy vọng vào 2 mạng đấy sống lại thôi. Van Dai. Quả này là 101. 4 nhịp. Số áo của Van Dai. 1 2
Mơ gì? Vâng! Ôi! Về lại 7 ạ! À. Oh. Sợ thế! Thề! Ờ, có phôi sẵn cho nên là có gì dùng đấy luôn đi. 1, 2... Ờ, Lê Huy này... Hoặc là thế này. Rồi... 111 nữa là đủ rồi. Lại nào. Đúng chưa? Ba cái gật đầu đi. Một cái này. Hai cái này. Bạn Đài ơi, anh mới sút pen in chân lắm. Anh cố gắng lên 8 nào anh. Lên 8 không anh? Anh Văn Đài. Ba cái gật đầu. Đến King Eric rồi ấy. Sợ nhất đến kèo cuối. Má giật mình đập cho anh Bình lần đéo là cũng phải đến kèo cuối nhở. 103.8. Trên server chúng ta chưa có ai đập được mức thẻ đấy. Hôm nọ thì đã có một kèo NTG lên cộng 8 thành công rồi. Đó là kèo Fernando Torres. Nhưng Cantona lại là cũng là một cái phạm trù rất là khác. STMU người đồng hành cùng anh em chơi từ FIFA Online 2 đến giờ rồi. Tôi sẽ lấy số áo của Cantona, số áo 7 đi. Anyway, một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi đến tận kèo bây giờ. Support cho tôi bạn ơi, cảm ơn anh Bình rất nhiều. Thôi, hy vọng anh em mình cùng may mắn ngày hôm nay nhé. 7 dịp cho Cantona. 1 2 3 4 5 6 King Eric Cantona. À, ngày 2 ạ. À, cái giày kinh thật sự luôn ạ. Ui, không biết bao nhiêu con luôn ấy. Thế, lần đéo nào đập cho anh Bình cũng bị kiểu là đến tận con cuối cùng luôn. Sợ quá. Ngày xưa anh Bình cũng chuyên gia bị những cái giày kinh khủng như thế này ấy. Em xin lỗi anh Bình nhá, xin lỗi anh nhiều. Ôi đau. Đau kinh khủng luôn đi anh em. Mà không phải lần đầu tôi đập anh Bình bị thế này đâu. Mà gần như lần nào tôi đập cho anh Bình cũng bị vậy á. Tôi không thể nhớ được
cái con ngon đầu tiên tôi đặt cho anh Bình là con nào. Nhưng mà từ ngày xưa kèo lúc nào nó cũng bị thế này ấy, thề kinh khủng thật đấy, kiểu không đập được cho anh một con nào ngon luôn mà. Xin lỗi anh nhé, em xin lỗi anh nhỉ. Anh Bình anh vẫn bảo là mong thông fan lên, nhưng mà tôi bảo là tầm này em trái em lạnh ngắt rồi.